Mình muốn nói qua một vài câu chuyện về con bé Linh Mikenko ấy. Mọi người chắc biết nhiều đúng không? Mọi người chắc biết nhiều, chắc xem đã rất nhiều về Linh Mikenko rồi. Hôm nay tự nhiên mình rảnh rảnh mình lướt TikTok rồi thấy một vài clip về Linh Mikenko. Đầu tiên ấy thì là về cái câu chuyện mà Linh Mikenko ở trên mà phố đi bộ đúng không? Ghép đôi ở trên phố đi bộ đúng không? Cái chuyện mà ghép cặp ấy thì mình cảm thấy bình thường mà đâu đâu phải là cái gì đó khó khăn đâu. Bình thường mà mọi người phải nghĩ đấy là chuyện bình thường đi. Tại vì nhá, cái con người thì ai mà chẳng có cái muốn có một cái gì đấy tốt cho bản thân đúng không? Khi mà mình chẳng hạn con bé đấy đã có người yêu rồi nhưng mà nó vẫn có muốn có người khác thì đến cái lúc đấy ấy, nó chỉ là có sự kiếm thêm sự lựa chọn thôi mà. Còn người yêu nó vẫn yêu chẳng hạn đúng không? Người yêu nó vẫn yêu người yêu nó nhưng nó chỉ là nó đang tìm thêm những mối khác thế thôi, chứ không phải là nó không nghĩ hết yêu người yêu rồi hay gì cả. Còn mình xem qua vài cái clip của Linh Mikenko ấy thì cái đáng trách ở đây là chỉ là nó giả độ tuổi của nó thôi chứ mình không không nói gì cả. Đối với mình thực sự là mình ghét cái sự giả dối nên là cái đấy là mình đáng trách, mình thực sự là đáng trách về bạn ấy. Đây đúng không, đây đúng không? Thứ nhất là bạn ấy khá là ui dồi ôi cái thanh niên này trời ơi ăn mặc thì đúng như kiểu mẹ mẹ ông lão 40 tuổi. Cứ cho là bạn này đang nói đúng độ tuổi là bạn nó đang khoe độ tuổi của nó 2K5 đúng không? Mà thằng này thì ôi trời ơi không khác gì cái thanh niên mẹ mẹ nhìn nó già. Mọi người bây giờ cái gì thì cái nó cũng phải tầm tầm độ tuổi của nhau thì nó mới phù hợp được, không là nó sẽ bị khác. Nó khác cái gì đâu, khác hệ tư tưởng, nó khác hệ tư tưởng không nói chuyện được đâu, ba bữa bỏ nhau ngay, trừ khi phải hiểu hệ tư tưởng. Mọi người cứ bảo là độ tuổi thì đúng độ tuổi nào cũng yêu đúng nhưng mà nó phải là như thế này, người ta ở độ tuổi cao nhưng người ta hiểu được suy nghĩ của độ tuổi thấp chẳng hạn thế, còn những độ tuổi thấp thì không hiểu độ độ tuổi mà lớn đâu, không không bao giờ hiểu được, không hiểu hết được. Thì khi mà mình chẳng hạn mình lớn đấy, mình lớn rồi mình hiểu được độ tuổi nhỏ nó nghĩ cái gì, mình làm theo họ và mình khiến cho họ phải làm theo mình bằng cách nào đấy người ta tự nguyện chứ không phải là ép buộc người ta làm, chẳng hạn như kiểu bố mẹ mọi người ấy bắt đầu ép mọi người đi học chẳng hạn, mình không thích học nhưng mà người ta cứ ép đi học ấy. Đấy là cái việc mà rất là khó nên là dẫn đến thường xảy ra cãi vã là vì thế đấy. Vì nếu mà chẳng hạn bố mẹ nào mà biết cách khiến cho con cảm giác vui về việc học, vừa kết hợp chơi điện tử hay là chơi không, hay đừng nói chơi điện tử nó ghê quá, tay này mặc thế nhìn mặc đồ này ra vãi trường luôn, sao mà hợp với lại cái kiểu phong cách của bạn ấy được. Không hiểu thằng này đi ra bộ phố đi bộ để làm cái gì, thu hút cái gì, thu hút đấy. Cái phong cách này chỉ phù hợp với các bạn nữ tầm khoảng 25 tuổi trở lên thôi, 25 tuổi trở lên thôi, không bao giờ. Ui rồi mà cái kiểu nhảy này không khác gì cái kiểu đám cưới sập sàn của ngày xưa luôn ý. Này nhảy những năm 1990 này khác nhìn gì không? Thế tay này là cái tay chưa tiến hóa này, cái đầu não của người ta chưa được tiến hóa, cái gì đứa nào mà chắc không đòn đâu đấy. Đấy đúng không, nhìn không khác gì luôn, rồi nhìn kiểu múa khá bảnh. Đây tay này còn đỡ đúng không, nhìn nó trẻ, cao hơn con bé này đúng nửa cái đầu, ok không? Đấy tay 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 trước là chịu rồi, tay trước là mẹ úi trời ơi là ối rồi ôi rồi. Má tên Linh nhầm nhột hả? À còn một cái clip mà một thanh niên bế con bé này, mình cảm thấy thanh niên này không thích con bé này, là mình vậy thôi, nói thật mình cũng không thích cái kiểu mà quá sỗ sàng đến như thế. Con gái nữa sỗ sàng này nó chỉ hợp với lại những cái tay mà chơi ngắn hạn thôi, nhu cầu trong bạn ấy hơn thế nữa, hơn người yêu hiện tại bạn ấy. Có thanh niên mà bế nó nữa nhỉ, hai chí mà đòi lên lên đầu lên cổ, mới đầu mà đã như thế là quá đáng rồi, mình nghĩ như vậy là quá đáng. Mới đầu gặp nhau chúng ta phải có cái gì đấy, hành xử một tử tế, hai hòa đồng, vui vẻ hòa đồng, không, không không chỉ cần biết là như vậy thôi chứ còn chưa gì đã nhảy lên đầu lên cổ người ta thì. Mà cũng tại cái thằng MC nữa cơ, cái thằng ông cứt MC nó còn khuyên em thứ vớ va vớ vẩn. Như thế này là mình chịu rồi, mình chạy mất dép rồi, dù độ tuổi nào đi chăng nữa nhưng mà thứ nhất cách cư xử ứng xử và những cái hành động của con bé này là mình không thích. Lại còn ở đây bây giờ lại có rất nhiều những cái gọi là gì kênh mới lập ra nói về
Linh Mikenko. Đây cái thanh niên này. À, nhảy, nhảy này. Xong rồi thằng này nó bế xung quanh này. Thằng này nhìn mặt này đã đéo thích rồi. Không thích con này đâu. Cái mà các bạn thích thì mình không có vấn đề gì. Còn đến lúc nào mà sung quá, uống rượu nhiều quá thì lăn lộn hay là lúc đấy có thể quét sàn lúc nào không biết, quay đầu hay các kiểu. Tại vì hip hop của ngày xưa là được như thế. Popping thì cũng hơi khó. Đây nó không nói về phần có người yêu, kể cả có người yêu mà nó vẫn có quyền đi kiếm người mới. Tức là ai cũng có cái phần muốn được hạnh phúc. Mình cũng thế, người ta cũng thế. Vì khi mà ở trong cái mối quan hệ này, họ cảm thấy chưa đủ, họ có quyền đi sang những cái mối quan hệ khác. Và họ tìm những mối quan hệ khác, đấy là quyền của người ta. Nó sẽ là ích kỷ với bản thân, chứ không nghĩ đến người khác, đúng không? Còn mình thì nếu mà chẳng hạn mình là người tốt, mình là người sống đúng đắn, thì mình sẽ nghĩ cho cả mình và cả, cho cả người ta. Trong cái một mối quan hệ gặp trục trặc thì sẽ giúp cho hai người làm sao để giải quyết một cái trục trặc đấy một cách có lợi cho cả hai bên, chứ không phải là chỉ riêng cho mình ai hết. Còn bạn này kể cả có người yêu rồi hay chưa có người yêu, bạn ấy đi tìm một mối quan hệ mới, đấy là chuyện bình thường. Tóm gọn lại cả, thứ nhất là bạn ấy fake tuổi là mình không thích rồi. Đã là kiếm một cái gọi là quan hệ nghiêm túc thì bao giờ nó cũng phải là thành thật, không được dối trá. Dù mình có thế nào đi chăng nữa, mình cứ thành thật xong mình sửa đổi, nó sẽ hay hơn là việc mình dối trá từ đầu. Chẳng hạn đấy, mình đấy, mình đây làm công ăn lương, một tháng được trả được 5 triệu. Nhưng mà mình lên nói phét là anh làm văn phòng lương anh hơn 10 triệu, 10, 12 triệu đấy. Xong cuối cùng người ta nhìn ra rằng là thằng này nó không có những thứ như thế. Nó cũng chả thèm cố gắng để mà đạt được những thứ như thế. Thế thì làm sao mà phụ nữ hay là cái người đối diện người ta có cảm hứng để mà nói chuyện với mình được? Kể cả nam hay nữ, để tìm một mối quan hệ lâu dài thì phải thành thật. Mới gặp nhau thì phải hòa đồng, thân thiện. Đấy là điều mà đương nhiên phải có. Còn nếu mà chẳng hạn mà đã nói luôn rồi nhá, các bạn đây là các bạn còn trẻ, các bạn có sẽ có những cái suy nghĩ nó không đủ đúng đắn, thì thứ nhất nếu mà không đúng chúng ta có thể nhận được sự góp ý và chúng ta sửa đổi. Mà cái thằng MC nó cũng ủng hộ cơ. Thế thằng MC nó nói luôn là chả ra gì. Mình thông cảm cho bạn MC là vì đấy là cái content của người ta, vì đấy là cái nội dung đấy, thế nên là nó phải hoạt bát, nó phải năng nổ. Nhưng mà nó không hợp lý, nó không hợp lý thì tốt nhất đừng làm và chửi cho. Chả qua là đây nhá, cái bạn Linh này là bị chửi trước rồi, thế nên là thằng kia nó bị coi như nó bị lấp ở phía sau rồi. Chứ còn không, ta chửi thằng MC đầu tiên, nó hơi luôn.